Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn móc một mặt kẹp hình đầu cọ. Để móc được mặt kẹp này, mình sẽ móc vào đây là 12 móc xích, sau đó mình sẽ móc tăng dần phần đầu thọ này. Mình sẽ móc vào đây là 4 mũi móc đơn cho vòng tròn bảo thật, sau đó mình sẽ móc vào đây là các mũi móc tăng và các mũi móc thu. Phần tay này mình sẽ móc vào đây là 6 móc xích, móc vào đây cho mình mũi đỡ kép, mũi móc đơn, mũi kép đơn và mũi móc trượt để tạo thành phần tay. Phần lưng này mình sẽ móc vào đây là 2 móc xích, sau đó móc vào đây cho mình mũi kép đơn và 2 móc xích. Mình sẽ lặp lại tương tự ở phần nơ bên này. Sau đó mình sẽ khâu mắt và khâu miệng cho chú thỏ. Phần len mình sử dụng đây là len Nicotone. Nếu bạn thích video này thì hãy cho một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu và liệu sau đây: một quả đen màu nâu, một quả đen màu hồng đậm, một quả đen màu trắng, một quả đen màu nhạt, một cây kéo, một cây kìm, một cây móc. Móc lên cho mình 10 móc xích. Mình sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai. Mình sẽ móc lên mỗi chân mũi là một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc lên cùng một chân. Thank you.